Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tập đoàn hàng đầu Mỹ giúp Việt Nam đào tạo nhân lực bán dẫn. Nhà cung cấp chip bán dẫn Qualcomm và hãng phần mềm Cadence hợp tác cùng Việt Nam đào tạo nhân lực thiết kế vi mạch. Theo báo VN Express cho biết, tại lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC và Qualcomm mới đây ở Hà Nội, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết hai bên sẽ cùng triển khai hoạt động đào tạo nguồn nhân lực thiết kế vi mạch, đồng thời hợp tác thúc đẩy nghiên cứu và phát triển R&D, hình thành hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam. Qualcomm là nhà cung cấp chip bán dẫn Mỹ, chuyên về nguồn và kết nối, với hơn 8.500 nhân sự trên toàn cầu, doanh thu đạt 3,77 tỷ USD trong năm tài khóa 2024. Năm 2022, tập đoàn này được Hiệp hội Bán dẫn Toàn cầu GSA trao danh hiệu công ty bán dẫn được đánh giá cao nhất. Hãng cũng hiện diện tại Việt Nam trong nhiều năm, tập trung vào việc thiết kế chip. Qualcomm đã khai giảng chương trình đào tạo thiết kế vi mạch do tập đoàn này mở tại Việt Nam, đồng thời trao học bổng cho 40 học viên được tuyển chọn từ các giảng viên, sinh viên xuất sắc của nhiều đại học trong nước. Với sự kiện tập đoàn hàng đầu Mỹ giúp Việt Nam đào tạo nhân lực bán dẫn sẽ hứa hẹn nhiều triển vọng cho lĩnh vực này. Theo đó, Qualcomm sẽ cung cấp giảng viên, chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực thiết kế vi mạch và chương trình đào tạo của tập đoàn theo tiêu chuẩn Mỹ. Cùng với đó, hãng phần mềm Mỹ Cadence sẽ hỗ trợ toàn bộ bản quyền, phần mềm thiết kế vi mạch, phục vụ chương trình đào tạo. Theo đơn vị này, học viên sẽ được đào tạo bài bản về công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch analog thông qua phần mềm tiêu chuẩn công nghiệp Cadence Virtuoso, có cơ hội kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Ngoài ra, họ sẽ được rèn luyện tư duy, liên tục học hỏi, sáng tạo và cập nhật các xu hướng của ngành thiết kế mạch analog, đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp điện tử và vi mạch bán dẫn trong nước và quốc tế. Sau khi hoàn thành khóa học trong 3 tháng tại NIC Hà Nội, họ sẽ được ưu tiên thực tập, làm việc tại Qualcomm và các doanh nghiệp đối tác của NIC. Theo đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, Việt Nam đặt mục tiêu đến 2030, đào tạo 50.000 kỹ sư, cử nhân cho ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó có 15.000 cho công đoạn thiết kế. Các chương trình đào tạo chuyên sâu về thiết kế vi mạch cùng các hoạt động hợp tác được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực nguồn nhân lực, từng bước thực hiện hóa, đồng thời thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và thiết kế vi mạch có tên tuổi trong khu vực và trên thế giới. Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và sáng tạo của các doanh nghiệp công nghệ, trong đó có Qualcomm tại Việt Nam, Bộ trưởng Dũng nói. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây, ông Karthik Ramamohan, Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn Lam Research Mỹ cho biết có định hướng mở rộng hoạt động tại Việt Nam nhằm đa dạng chuỗi cung ứng. Nổi bật là Lam Research sẽ hợp tác với công ty Seojin xây dựng nhà máy và chuỗi cung ứng giá trị đầu tư từ 1 đến 2 tỷ USD. Đây là giai đoạn 1 trong cả quá trình đầu tư của dự án. Bước sang giai đoạn 2, công ty Mỹ sẽ tự đầu tư trực tiếp để mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam. Theo Global Data, tập đoàn Lam Research có trụ sở tại California, Mỹ và là một nhà sản xuất và cung ứng trong lĩnh vực chip. Đây là một ông lớn trong ngành chip có đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của các đối tác. Công ty có sự hiện diện tại châu Mỹ, châu Á và châu Âu với hơn 17.000 nhân viên. Năm 2023, Lam Research đạt doanh thu 17,4 tỷ USD và có giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán là 121,3 tỷ USD. Thực tế cho thấy thời gian qua, Việt Nam nổi lên là điểm đến hấp dẫn trong chuỗi cung ứng sản xuất chip toàn cầu. Cụ thể, Việt Nam đang nổi lên là cơ sở sản xuất thay thế Trung Quốc đối với ngành công nghiệp chất bán dẫn toàn cầu. Việt Nam đã và đang có chiến lược đầu tư bài bản để thiết lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D nhằm thu hút các nhà sản xuất chip lớn.
Với những thay đổi ban đầu, Việt Nam nhanh chóng tăng khối lượng thương mại trong lĩnh vực chip sang thị trường Mỹ. Nhà sản xuất phần mềm chip Sinopside đang chuyển đầu tư vào đào tạo kỹ sư sang Việt Nam. Intel, Samsung, Apple đã có kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động. Tất cả các tín hiệu này cho thấy vai trò ngày càng tăng của Việt Nam. Thứ nhất, công nghiệp bán dẫn là cuộc chơi chỉ dành cho giới nhà giàu, mỗi nhà máy trị giá 15 đến 20 tỷ USD. Sự có mặt của các công ty hàng đầu thế giới mang lại cho Việt Nam vị thế lớn hơn trong chuỗi cung ứng. Lợi ích trước mắt chính là tăng nguồn thu ngân sách, phổ biến giá trị thương hiệu quốc gia. Thứ hai, có vị trí vững chắc trong chuỗi cung ứng chip, nghĩa là tham gia chuỗi lợi ích kinh tế quan trọng nhất trong thế kỷ 21. Điều này sẽ đưa Việt Nam đến gần hơn với mục tiêu hùng cường, thịnh vượng. Bởi vì chip là cốt lõi của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. Lịch sử đã chứng minh rằng cứ mỗi cuộc cách mạng công nghệ sẽ giúp các quốc gia có lợi thế hóa rồng. Thứ ba, hiện Việt Nam chỉ tham gia vào quá trình kiểm định và đóng gói sản phẩm chip. Đây là các công đoạn giản đơn, giá trị thặng dư thấp. Nếu Việt Nam tiếp xúc với công nghệ lõi, đây sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp công nghệ nội địa có năng lực như FPT, Viettel nâng cao trình độ, tiến tới làm chủ các công đoạn phức tạp hơn. Thứ tư, sở hữu hệ sinh thái sản xuất chip đủ lớn, Việt Nam sẽ có cơ hội tự phát triển công nghệ tiên tiến, tự chủ nguồn cung nội địa, giảm chi phí đầu vào, mở ra trang mới cho nền khoa học công nghệ trong nước. Có những thuận lợi này bởi các nhà sản xuất chip lớn thuộc các nước Mỹ, Âu làm ví dụ, đang có sự dịch chuyển nhất định. Ông Jimmy Goodrich, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn của Mỹ, CIA, dùng thuật ngữ friendshoring để mô tả quá trình dịch chuyển sản xuất chip đến những quốc gia nằm trong kế hoạch nâng cấp quan hệ kinh tế thương mại với Mỹ. Nhiều thập kỷ gần đây, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan luôn dẫn đầu thế giới về công nghệ lõi thiết kế, chế tạo và sản xuất chip nhớ. Nhưng khả năng bứt tốc của Trung Quốc và sự thay đổi chính sách công nghệ của nước này khiến phương Tây tìm lối đi riêng. Thị phần của Mỹ trên thị trường sản xuất chip toàn cầu đã giảm từ 37% vào năm 1990 xuống còn 12%. Tình trạng thiếu hụt chip kết hợp chuỗi cung ứng đứt gãy có nguy cơ đe dọa sự phát triển các ngành công nghiệp tiên tiến của Mỹ, từ đó đổ vỡ quan hệ Trung-Mỹ. Rủi ro ngày càng tăng trong chuỗi cung ứng, cộng với biến đổi địa chính trị, chi phí lao động tăng, ngành chip có xu hướng dịch chuyển khỏi Trung Quốc về nơi nó từng sinh ra và phân bổ cho một số nền kinh tế mới nổi ở châu Á. Intel đầu tư 20 tỷ USD xây dựng nhà máy sản xuất chip tại bang Ohio và mở rộng năng lực ở Đông Nam Á. Tương tự, Samsung sẽ xây dựng siêu trung tâm bán dẫn trị giá 230 tỷ USD tại Seoul, đồng thời phân bổ thêm nguồn lực cho các chi nhánh lớn của tập đoàn này ở Đông Nam Á. Trong khi đó, ASML, công ty Hà Lan sản xuất thiết bị ngành công nghiệp chất bán dẫn duy nhất hiện nay cho biết, nhân viên của chi nhánh công ty tại Mỹ bị cấm cung cấp dịch vụ và sản phẩm liên quan tới chất bán dẫn cho khách hàng Trung Quốc. Trong thập niên 80, Nhật Bản quản lý 50% thị phần chip toàn cầu, nhưng đến nay chỉ còn lại 9%, buộc chính phủ ông Fumio Kishida hoạch định lộ trình mới. Quốc gia Đông Á này có kế hoạch đầu tư khoảng 7 tỷ USD cho sản xuất chip vào năm 2024, tăng hơn 82% so với năm 2023, suất đầu tư lớn nhất trên thế giới. Nhìn chung, ngành chip đang phân cực thoát khỏi công xưởng thế giới ở Trung Quốc. Do vậy, cơ hội sẽ đến với các quốc gia sở hữu lợi thế về lao động, hạ tầng, chính sách. Cụ thể hơn cho câu chuyện này, chính Đông Nam Á đang được coi là vùng đất hứa với sản xuất chip. Các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn chính của Mỹ đang chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang khu vực Đông Nam Á, một dấu hiệu cho thấy các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ được ban hành vào tháng 10 năm ngoái đang đẩy nhanh quá trình tách chuỗi cung ứng công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Applied Materials, Lam Research và KLA là những công ty sản xuất thiết bị bán dẫn đã cùng kiểm soát khoảng 35% thị trường toàn cầu về công cụ sản xuất chip. Tuy nhiên, kể từ tháng 10 năm 2022, cả ba công ty này hoặc đã chuyển nhân viên không phải người Trung Quốc từ Trung Quốc sang Singapore và Malaysia hoặc tăng cường năng lực sản xuất ở Đông Nam Á. Khi được hỏi về các hoạt động của mình ở Đông Nam Á, đại diện của tập đoàn Lam Research nói với Nikkei Asia rằng do những biện pháp hạn chế thương mại gần đây của Mỹ đã hạn chế khả năng kinh doanh của công ty ở Trung Quốc. Do đó, Lam Research đang tiếp tục đầu tư vào nhiều khu vực, trong đó có Đông Nam Á để giúp công ty tiếp tục cung cấp cho các khách hàng của mình. Nikkei Asia đưa tin, xu hướng dịch chuyển sản xuất chip sang Đông Nam Á đã diễn ra trong thời gian gần đây. Những nhà sản xuất thiết bị bán dẫn này không thể phục vụ tốt tại thị trường Trung Quốc như trước đây nữa. Một số nhà cung cấp nguyên vật liệu cho ngành công nghiệp sản xuất chip cũng chia sẻ thêm rằng xu hướng này xuất hiện vào cuối năm ngoái khi nhiều khách hàng đã yêu cầu tăng cường hỗ trợ cho các chi nhánh của họ ở Đông Nam Á. Trong lịch sử, khi ngành công nghiệp sản xuất chip của Mỹ lần đầu tiên chuyển hoạt động sản xuất sang châu Á vào những năm 1960 để giảm chi phí, Singapore và Malaysia đã trở thành những điểm đến được lựa chọn. Các nhà sản xuất chip như Intel, GlobalFoundries và United Microelectronics đều có cơ sở ở Đông Nam Á và có kế hoạch mở rộng hoạt động hơn nữa ở khu vực này.
Trước đó vào tháng 10 năm 2022, Mỹ công bố một bộ quy định dài 139 trang. Theo đó, nước này có quyền tài phán với mọi dòng mã hoặc bộ phận máy móc bán dẫn có yếu tố Mỹ, cũng như có quyền với hoạt động của tất cả công dân Mỹ ở mọi nơi trên thế giới. Vì vậy, các công ty sử dụng mã nguồn, thiết bị hoặc nhân lực Mỹ để sản xuất chip máy tính tiên tiến cho Trung Quốc phải dừng lại. Các biện pháp kiểm soát cũng hạn chế khả năng người Mỹ làm việc cho một số công ty công nghệ Trung Quốc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.